đậu thì không bào được, gái thì không cua nổi, bào chỉ được mấy ngày đầu thôi, sau nó không cho nữa. Đâu rồi, ông Luli có đây không? Ủa ông Sơn Tây có đây không? Lẹ lẹ đi. Không có Sơn Tây nói luôn. Nãy ông Sơn Tây nói mấy vấn đề ta. Một là Venezuela đúng không? Đó. Thì đơn giản đó, thằng Venezuela nó là một nước Mỹ Latin. Đúng không? Nó cũng là sống nhờ dầu hỏa. Nền kinh tế của nó cũng yếu. Mà cái căn bản thằng này có tư tưởng chống Mỹ thì nó phải chết vậy thôi. Cái cò gì? Không tự nhiên mà nó phải chết. Rồi thằng thứ hai là anh Lulu, anh Sơn Tây anh nói sao Ả Rập Saudi nó bị khủng hoảng đúng không? Thì khủng hoảng dầu lửa. Khủng hoảng dầu lửa thì trong dầu lửa nó có nhiều phe nhiều phái. Đúng không? Phe đánh phe kia, thằng nào yếu chết vậy thôi. Rõ chưa? Cái thứ ba đó là anh hỏi Hàn Quốc gì đó. Cái chỗ này Hàn Quốc đó thì anh Lulu đam ông Sơn Tây hơi gắt. Như theo như em nghĩ á, Hàn Quốc ngày xưa nó có một mẹ gì đâu. Nó bây giờ nó được vậy thì là ok rồi. Còn muốn cái gì nữa? Ngày xưa là thuộc địa của Nhật đúng chưa? Đó. Ngày xưa thuộc địa của Nhật thì Hàn Quốc là nó theo tư tưởng là nó luồn cúi với Nhật. Đó, nó luồn cúi với Nhật để gọi là nó kiếm chút cháo, hiểu vậy đi. Giống như triều Nguyễn của mình ngày xưa với Pháp vậy thôi. Đơn giản vậy. Rồi xong rồi cái Triều Tiên á, cái tư tưởng nó hơi khác chút xíu. Thì sau khi Nhật đầu hàng đồng minh á thì cái nước Triều Tiên nó xảy ra nội chiến. Thằng Bắc Bắc Triều Tiên và Triều Tiên đó nó quýnh Hàn Quốc chạy như chó luôn, chạy qua bên Nhật Bản cầu viện bển đó. Xong rồi thằng thằng Mỹ nó thấy cái nó thấy nếu mà không cứu thằng Hàn Quốc á thì thằng Hàn Quốc nó hô thì nó qua nó cứu thôi, nó qua nó cứu mà nó quýnh hai lỡ tay, nó quýnh Triều Tiên sát nách Trung Quốc luôn. Lúc đó Trung Quốc cảm thấy nếu mà giờ không cứu Triều Tiên á thì sau khi mà Hàn Quốc nó với Mỹ nó nhai được Triều Tiên có thể quýnh nó thì nó qua nó đổ quân của nó vô nó cứu, quýnh qua quýnh lại xong rồi ra cái lệnh ngừng bắn Những cái kéo tới giờ đó. vấn đề anh Sơn Tây hỏi ở đây đấy là thằng Mỹ nó đóng quân ở Hàn Quốc đấy, nhưng nó có lấy gì của Hàn Quốc đâu, ý anh nói là Lấy gì bây với anh đúng không, anh nói chuyện xong lấy giờ trước, đương nhiên nó sẽ lấy rất tất cả, nhưng mà thằng Quốc nó không có đủ cái khả năng để nó mặc cả, tại vì mày nhờ người ta mà mặc cái gì nữa đúng không, mày nhờ có tao mày mới có được cái Hàn Quốc, không mày chết mẹ rồi, mày không có tư cách mặc cả. Thì Hàn Quốc nó cũng hiểu vấn đề đó, người Hàn Quốc người ta biết hết chứ đúng không, người ta biết là người ta cũng lệ thuộc Mỹ về kinh tế và chính trị, người ta biết hết. Và bây giờ người ta cố gắng người ta tách cái sự lệ thuộc đó cho nó ít 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 trở lại để sau này người ta giành độc lập vậy thôi. Thì đơn giản là người Hàn Quốc người ta giỏi thì người ta thống nhất Triều Tiên, còn người ta không giỏi thì người ta phải chịu sắp xếp 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 của Mỹ để cho những cái cường quốc lớn người ta bàn thảo vấn đề Triều Tiên. Đó là lý do Triều Tiên tới ngày nay chưa thống nhất được. Còn bây nhưng giờ vấn trong đề Hàn anh Quốc nói này là nếu như mà có vấn đề gì giữa thằng Mỹ với thằng Trung Quốc thì thằng Triều Tiên với thằng Nhật Bản là thằng đầu tiên chết, tức thì là sát thằng nách Mỹ nó mà không chết tôi được, sát nách không chết phải rồi nó chuyển địa điểm chiến tranh từ Mỹ đúng không. sang một cái nước khác, Thì đấy là lúc cái cách đó đó làm cái của Mỹ. nếu mà giả sử có cuộc chiến xảy ra với thằng Trung Quốc á, thì cái vai trò Hàn Quốc y chang Việt Nam Cộng Hòa thôi, cũng là phải tư lệnh Mỹ điều khiển đúng không, quân Mỹ điều khiển đánh, mày phải ra tuyến đầu mà đánh thôi, ý kiến cái cò gì. Còn bây giờ là hòa bình đó thì phát triển kinh tế chưa chiến tranh thì thôi, nó đơn giản vậy thôi, không có gì cả. Đất nước nào cũng vì cái quyền lợi của họ cả, ngay cả thằng Mỹ nó cần phải có quyền lợi ở châu Á Thái Bình Dương, và quyền lợi châu Á Thái Bình Dương thì nó phải đặt ảnh hưởng, nó phải cô lập Trung Quốc, Đấy, ý kiến gì đó cái vấn đề đấy là thằng Mỹ nó lấy đấy, nó không chỉ lấy chỉ là tài nguyên, nó không chỉ là đất đai đúng tiền rồi. bạc, mà nó lấy luôn kể cả là cái tính mạng của mày Nói đấy, chung á là làm tất cả mọi thứ trên đời đều vì tiền. Bây giờ tôi đấy lấy anh tài nguyên thì tôi cũng bán thôi đúng không, đúng tôi rồi. lấy anh bằng cái kiểu gì đi kiểu mà tôi đổi ra được là tiền thì tôi lấy. Anh Sơn Tây anh phải bỏ đi cái tư tưởng thằng Mỹ là cảnh sát quốc tế, trên đời này không có thằng nào cảnh sát quốc tế cả, tất cả mọi quốc gia dân tộc không bất cứ theo cái đường lối nào đúng không, thì họ vẫn vẫn vì cái lợi ích của họ là cốt lõi, cái lợi ích của họ là số 1 đó. Còn trong cái giai đoạn cuộc chiến, trong giai đoạn chiến tranh lạnh đó, thì chủ nghĩa cộng sản người ta đứng về phía của những dân tộc bị áp bức như Sơn Tây, như anh Luli đã nói là quá chính xác đó. Thì với những dân tộc áp bức đó, chủ nghĩa cộng sản là đồng minh, là cái chủ nghĩa duy nhất để giúp cho họ thoát khỏi những nước bóc lột, đó là tư bản. Bởi vì thế giới của nó có hai cực chứ, hiểu vậy thôi chứ giờ anh Sơn Tây anh cứ cố tình anh không hiểu, anh cứ nói là Mỹ để giúp người ta,
Anh nói như vậy ai mà nghe? Trên đời không nào giúp nào cả. Ngược lại, Liên Xô nó giúp những nước thuộc địa thì nó cũng tạo ảnh hưởng thôi. Khi những nước thuộc địa đó người ta giải phóng được thì theo chủ nghĩa cộng sản, và họ sẽ tập trung họ qua khai thác dầu khí này nọ, khai thác này nọ kia, thì cũng như nhau thôi. Khác nhưng mà anh thấy cái luật chơi của Liên Xô nó rất hay ở chỗ này này, là nó khai thác nhưng nó dựa trên cái gọi là bình đẳng. Ví dụ như hiện nay bây giờ mà giữa Việt Nam với Nga có cái hợp tác khai thác, thì nguyên tắc là khai thác lên 50% cái dầu đấy thuộc về nhà nước Việt Nam, 50% còn lại được chia theo tỷ lệ liên doanh giữa nhà nước Việt Nam và Liên Xô, và Liên bang Nga. Thì đấy là dựa trên cái nó rất là bình đẳng. Nhưng với thằng Mỹ nó khác. Thằng Mỹ là nó cho vay bao nhiêu là sau này là cứ hút lên, đầu tiên là nó phải thu lợi cái đã, nó không khác gì thằng ngân hàng. Đấy, đầu tiên nó chiếm thế, sau đấy là thậm chí là nó đầu tư là 100% là vốn của nó. Nó không có sự hợp tác giữa các nước. Chứ nếu mà nói về nguyên tắc ấy, thì Việt Nam mình về kỹ thuật, về tiền bạc, cái petro đấy. Việt Nam petro. Đấy. Nó đâu có phải là đủ kỹ thuật hay đủ tiền bạc để khai thác đâu. Nhưng thằng Liên Xô ấy, nó thằng Nga ấy, nó lại giúp đỡ dựa trên một cái, thứ nhất là giúp đỡ kỹ thuật này, thứ hai giúp đỡ tiền này, để cho anh thành lập được một công ty đủ mạnh để liên doanh với nó. Đấy là sự công bằng của các nước xã hội chủ nghĩa, mà cái mà Mỹ không bao giờ có được. Còn anh Sơn Tây anh bảo là 70 năm qua, tức là Liên Xô được thành lập từ năm 1917 cho đến năm khoảng 1989, nó rơi vào vấn đề đó nữa. Hồi nãy anh nói là tại sao mà trong khoảng thời gian dài như vậy mà không có giàu mà bị khủng hoảng, đúng không? Thì anh nói là cái trong khoảng thời gian dài, thứ nhất là đại ca là chia sẻ cho anh em rồi bị chiến tranh. Còn em bổ sung thêm cái căn bản nữa. Cái căn bản thằng Nga nó chưa bao giờ nó giàu nhất châu Âu. Đúng chưa? Đúng rồi. Thằng Nga nó chỉ mạnh thôi. Chứ nếu mà nói về độ giàu của châu Âu nó chưa giàu. Còn trong khi á, thằng Mỹ á, là thứ nhất nó không có chiến tranh, mà thứ hai nó được tách ra từ những thằng giàu của châu Âu. Nó chạy qua Mỹ, nó đồn điền rồi nó kinh doanh, nó làm ăn rồi nó đàn áp da đỏ gì, nó tạo nước Mỹ. Thì cái xuất phát điểm của thằng Mỹ nó đã cao thằng Liên Xô rất là nhiều rồi. Đó, mà thằng Mỹ nó lại là không có trải qua hai cuộc chiến. Đó, nó trải qua hai cuộc chiến với tư cách bán vũ khí cho cả hai ba bên, nó kiếm lợi như vậy thì mình không thể nào mình so. Trên lý thuyết thằng Liên Xô nó bao nhiêu năm đó thì nó phải mạnh nhất, không có. Nó cạnh tranh ngang hàng với thằng Mỹ nó quá giỏi rồi. Còn bây giờ nói về cái sự phát triển tiến lên cái gì, một đất nước công nghiệp, thì thằng Liên Xô là nhất thế giới. Tìm hiểu lại đi. Thằng Liên Xô là nhất thế giới. Từ năm 1917 là một nước phong kiến, đúng không? Thằng đầu tiên là Anh. Thằng Anh tốn khoảng chừng 200-300 năm gì đó. Thằng Mỹ cũng phải là 100-200 năm. Thằng Nhật Bản nhanh hơn 40 năm, nhưng mà riêng thằng Liên Xô chỉ có 17-18 năm thôi. Nó là nhanh nhất thế giới. Nó khi đó Liên Xô đại nhảy vọt trong giai đoạn đó. Liên Xô lại còn phải thù trong giặc ngoài, chiến tranh thế giới thứ nhất, chiến tranh thế giới thứ hai. Chứ gì nữa? Rồi lại bảo vệ gọi là các cái phong trào giải phóng dân tộc trên khắp thế giới. Rõ ràng là mà mình cũng không có so được, đúng không? Đó là mình không có so được cái nước người ta nó có những cái hoàn cảnh như vậy, và nước người ta sẽ phát điểm thấp như vậy thì mình phải thông cảm. Còn không thông cảm được thì thôi, không có gì để nói. Một cái điều rất là quan trọng nè. Đối về cái Việt Nam mà có cái ngày hôm nay thì cũng nhờ tình bạn, tình đồng chí của Liên Xô. Đúng chưa? Thì bây giờ nói rõ ràng chỗ này. Nếu mà bây giờ mình mà đi mình đả kích, mình đi mà chống đối, mình đi mình dìm hàng Liên Xô á, thì mình chỉ là phản động thôi. Chỗ này rõ ràng. Đừng có tự ái. Chỗ này á, mình chỉ là thằng phản động thôi. Tại vì đó, muốn lập cái chỗ Liên Xô để đưa lại chính danh của người Mỹ, đưa lại chính danh của Mỹ, lại đưa chính danh cho cuộc chiến của Việt Nam là Việt Nam Cộng hòa hợp pháp. Đó, và sẽ dẫn ra cái cuộc nội chiến. Đó là cái xét lại, cái đó là phản động. Nói cho nó rõ ràng. Người Việt Nam mình cảm ơn Liên Xô. Cảm ơn Liên Xô. Mặc dù á, tất cả những cái chuyện có thể là trong quá khứ mà ngày hôm nay chúng ta đã trải hết. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất á, lúc bấy giờ là Liên Xô giúp mình. Đó, có thể là bạn đi mượn nợ người ta, bạn trả nợ xong phẳng cho người ta hết, đúng, bạn không nợ nữa. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái hoàn cảnh thiếu thốn, chính người đó cho bạn mượn. Cái là ân tình. Đó. Còn trong cái hoàn cảnh bạn thiếu thốn mà người ta không cho bạn mượn á, thì bạn chết thôi. Đó. Nên không có xét lịch sử cái chỗ này được. Cái vấn đề này anh khi mà mình nói đến Liên Xô đấy, thì Duy nói là cái sự gọi là đại nhảy vọt đấy, thì anh có một cái nhận xét như này, là gần như là các nước mà có cái theo cái chủ cái gọi là thể chế đa đảng đó,
thì họ chỉ là phát triển kinh tế một cách đều 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 bình thường, không có gì gọi là vượt trội. Thế Đúng nhưng rồi. em có nhận xét rằng những cái nước mà theo chủ nghĩa cộng sản, tức là một đảng, thì thường làm đến những huyền thoại. Em có nhìn nhé, Đúng Liên đúng đúng Xô anh nói là đúng làm nên đúng huyền đúng thoại, chính xác. Trung Quốc Như em cũng làm nên như huyền quan thoại điểm của và em Việt đã từng Nam nói cũng rồi. làm nên huyền thoại. Đúng đúng. Cái này anh rất đúng với em đã nói rồi, tất cả những đời tổng thống của Mỹ không có ông nào nổi tiếng hết. Đúng Tèn rồi. tèn thôi. Nhưng mà nhắc tới Liên Xô có những huyền thoại Lenin, Stalin, đúng không? Nhắc tới Việt Nam, Hồ Chí Minh. Đó. Còn nhắc tới Trung Quốc á, Mao Trạch Đông, cho dù có thể ông làm những cái quyết định sai ảnh hưởng tới nước Quốc, cả cha chị cái chịu nước Quốc, nhưng mà Mao Trạch Đông vẫn là người cũng có sự ảnh hưởng rất lớn ở xã hội Trung Hoa. Đó. Còn nhắc tới Đức của Hitler, cái chỗ này em rất đồng ý anh luôn á. Đấy, có nghĩa là cứ tranh cãi nhau cái chuyện là một đảng và đa đảng, thì anh nói này, đa đảng chỉ thành công ở một số nước, tức là cái gì, nó giống như là một cái mệnh đề ở trong toán học, ta gọi là những cái gọi là nó dạng là mệnh đề. Còn một đảng đấy, nó có thể thành công từ những nước nông nghiệp phát nông nghiệp như Việt Nam, thì nó cũng có nghĩa là nó có thể thành công được ở nước công nghiệp. Thì anh thấy nè, một đảng nó giống như định lý trong toán học, nó có những cái mà nó chỉ trong trường hợp này đúng, trong trường hợp kia không đúng. Nhưng đối với một đảng nó là một định lý có thể đúng được tất cả mọi nơi, áp dụng được chỗ nào cũng áp dụng được. Em có đồng ý với anh điều đó? Còn em á thì em là em á thì em không có quan trọng là cái chuyện bao nhiêu đảng, mà em chỉ quan trọng á mình nên tôn trọng cái sự quyết định của tiền nhân. Mình là phận hậu bối, mình sinh sau, mình chưa có đóng góp được cho đất nước này nhiều, thì mình tôn trọng cái sự quyết định của dòng chảy lịch sử hồi xưa. Và ngược lại, em cũng đâu bao giờ em kêu thằng Mỹ bây giờ mày một đảng đi, cái chuyện đó là chuyện của nước Mỹ và em tôn trọng sự quyết định của nước Mỹ đó. Và em nghĩ rằng á, các anh chị trên đây nói chuyện về dân chủ á, thì mình phải tôn trọng cái sự khác biệt, mình đừng có bắt người ta phải thay đổi để giống mình, cái đó không còn là dân chủ nữa mà cái đó là tào lao Thì đúng rồi em. đó. Thì anh mới cảm nhận một điều là anh sau khi mà đã nghiên cứu hoặc là khi mà mình lên diễn đàn này ngồi nói chuyện giao lưu tiếp xúc với anh em ấy, mình cảm nhận này, cái cộng sản nó rất là hay ở chỗ này này, cái tình cái nghĩa cũng là cộng sản mà ra. Em có Nói thấy chung á, dạ còn em em thấy á cái thì em, Cuba không? còn em á thì em nghĩ về cộng sản á, đã đánh được ngoại xâm thống nhất đất nước thì cái đó là cái hay Đấy, đó. còn cái hay nữa anh thấy này, chỉ có người cộng sản Cuba mới nói là sẽ giúp nhân dân Việt Nam sẵn sàng giúp bằng cả máu một cách vô điều kiện. Nó Tình chỉ nghĩa đúng không? cái tình nghĩa này nó chỉ ở những cái nước cộng sản mới có, chứ còn tư bản tất cả đều đổi ra bằng tiền và bằng lợi ích. Mày cho Đúng tao những cái rồi. gì tao trao Đó, lại cho mày lợi ích đúng đó. rồi. 58 mạng người Mỹ chết ở Việt Nam này. 58 Có một ngàn tổng thống Mỹ nào qua chơi không? Có một tổng thống Mỹ nào qua thăm không? Không phải có. Không phải có đâu. nên cho nên anh thấy rằng hình như rằng cái cộng sản đấy nó mới trở thành là cái mục tiêu để loài người, cái văn minh loài người đi đến, chứ không phải là cái chủ nghĩa tiền và tiền của tư bản kia. Dạ. Còn còn em á thì em thấy là chủ nghĩa cộng sản á, nó đến nó tạo ra một cái sự thú vị cho thế giới. Thế giới tư bản nó trải qua mấy trăm năm rồi, thì bây giờ có thêm cái cộng sản nữa, đúng không? Thì nó sẽ Đúng tạo thế. ra sự thú vị. Thì rõ ràng là có nhiều người cứ chống đối là cộng sản thế này, tất cả những cái đấy đều là những cái sự không công tâm. Nó chỉ là cái hình thái phát triển xã hội thôi. Đối với em nó không là gì cả, nó chỉ là hình thái phát triển xã hội thôi. Chứ tại sao mà có mấy người lại thù cộng sản, đúng không? Em bảo đảm ở trong đây á, những người nào mà người ta cực đoan nhất cũng không ai đi thù tư bản hết. Có thù tư bản là thù thằng Mỹ vô bắn Việt Nam, mình thù cái đó thôi. Chứ còn Chuẩn, cái chuyện mà cái tư đấy bản thì là chính em xác. đúng không? Phong kiến là cái chuyện của anh, tôi chả bao giờ tôi thù phong kiến, mà tôi cũng chả bao giờ tôi thù tư bản. Vậy mà có một Và số người ăn rồi tối ngày thù cộng sản, em đặc chả biệt hiểu là cái tư sao. duy của xã hội chủ nghĩa Việt Nam nó nằm thế này này. Cái thằng Philippines hay thằng Thái Lan hay thằng Ả Rập Xê Út, mày có theo vua theo chúa hay theo tư bản kệ bố chúng mày, rất quan trọng. Ừ, chơi bình thường. Thế nhưng Chơi bình mà thường. cái tư duy lạc hậu của những người ở bên phía Mỹ này, cứ cộng sản là ghét. Trong khi các nước khác đi theo vẫn còn vua, vẫn còn chế độ quân chủ lập hiến thì chẳng thấy ai kêu ca. Đấy là cái sự lạc hậu, tức là gì, mình không văn minh ở chỗ này, mình không fair play, mình không nhìn người ta bằng ánh mắt công tâm. Đúng Đấy là rồi, cái chính cái chỗ mà họ cho họ là văn minh, nhưng mà em cảm thấy cái suy nghĩ của họ quá đặc, cái suy nghĩ của họ không có tôn trọng người khác, không có tôn trọng cái sự quyết định của người khác, người ta. Mình ghét là chuyện của mình, đúng không? Mình thương cũng là chuyện của mình, nhưng mà mình đâu có bắt người ta phải thay đổi. Tự xong rồi mình đi mình dìm hàng người ta quá trời. Nó chỉ một câu đơn giản thôi, chỉ có người cộng sản giúp cho đất nước Việt Nam mà hết tiếng súng, cái chuyện đó là dân dân Việt Nam ai có đầu óc thì phải tôn trọng cái chỗ đó thôi. mà Còn anh ngày thấy nhá, xưa
Nếu mà giả sử như Việt Nam Cộng Hòa mà giúp cho Việt Nam hết tiếng súng đó, giúp cho Việt Nam bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, thì lúc đó người ta cũng tôn trọng. Vậy thôi. Chứ còn bây giờ nói đúng ra một điều này thì anh cảm nhận này. Tức là ví dụ như là anh thấy cái tư duy mà chê cộng sản ấy thì nó là quá lạc hậu rồi, nhưng mà anh thấy này, họ không công nhận công trạng của cộng sản. Họ lúc nào mở miệng ra nói cộng sản làm được cái gì, vậy hãy thử hỏi lại cộng sản làm được cái gì. Thứ nhất là cho mày được cái hộ chiếu người Việt, nếu như không có đảng cộng sản đúng. Thì rõ ràng mày không được cái hộ chiếu. Chính xác. Làm gì có cái trai chữ Việt Nam được đóng dấu lên cái hộ chiếu, đúng không? Cái thứ hai nữa là chống bao nhiêu giặc ngoại xâm, giữ được cái sự bình yên, cái toàn vẹn lãnh thổ. Thế rồi từ năm 1995 được bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Mỹ này, đem cho người dân được cái cuộc sống ấm no, từ cái gọi là kiếm được cái mục tiêu là ăn no mặc ấm, thì bây giờ là ăn ngon và mặc đẹp. Sau này ấy là sẽ có một cái tiêu chuẩn nữa là nó phải đẳng cấp. Quá đẳng cấp. Cho nên ở đâu đó trong cái ngôn ngữ Việt Nam có cái từ. Bây giờ em chỉ nói một câu thôi, so với nước khác mình không dám so, đúng không? Cũng có vẫn có nước giàu hơn mình, nhưng mà so về những cái yếu tố khác, về tình cảm, về này về kia, thì người Việt Nam mình đẳng cấp nhất, và người Việt Nam trong nước đẳng cấp nhất so với những người Việt Nam ở nước khác. Anh quan trọng anh thấy này, ở Việt Nam mình ấy, nó được cái này, giữa phát triển kinh tế và giữ gìn bản sắc dân tộc nó rất là chắc. Như ở Hàn đúng này rồi. Nhá, ở Hàn này thay đánh đổi bằng cái phát triển kinh tế thì họ lại đánh mất đi cái bản sắc dân tộc, Còn cái gì dân nữa, tộc đó. đúng đúng câu này anh nói đúng, anh nói chuyện câu này em đồng ý. Việt Nam bây giờ muốn hợp thức quá mại dâm bị phản đối quá trời, bản sắc thôi đúng không, bản sắc Đúng. thôi bị phản đối. Rõ ràng như ở những nước Hàn này hay là ở Thái Lan có gọi là mại dâm một cách hợp pháp, thì thử hỏi rằng cái đấy nó có đánh thẳng vào cái bản sắc dân tộc không? Một cái đất nước mà không giữ được bản sắc dân tộc thì tất cả cái sự phồn hoa đó, theo anh nghĩ, nó chỉ là phồn hoa giả tạo. Tức là cái sự phồn hoa đó không phải là do chính người dân họ có quyền quyết định, mà họ có thể là họ giàu nhưng mà họ vẫn mong lung về cái vận mệnh của đất nước. Sau này lỡ Mỹ nó phản kèo một cái á, là mình sẽ mất. Bởi vì sao? Cái bản sắc đấy, ở trong bất cứ một đội bóng nào, cái mạnh của nó là bản sắc. Đúng rồi. Thì ở trong cái dân tộc nó, cái mạnh là bản sắc. Thế nhưng mà nếu như giả sử bây giờ thằng Mỹ nó bảo trợ cho thằng Thái Lan hay thằng Hàn Quốc, nhưng đến lúc nó rút ra thì cái Hàn Quốc ấy nó không còn bản sắc nữa. Cái mà nó để kêu gọi Bành nó sẽ trành không cái xã còn. hội luôn. Đúng rồi. Tiêu cái xã Đấy. hội luôn. Thì lúc bấy giờ đấy là giống như là bây giờ sống là nhờ cái bình oxy của Mỹ, không tự hít thở được. Thế đến sau này mà Mỹ nó rút cái bình oxy ra thì là cái nước đấy sẽ chơi với, khi nhất là gặp kẻ thù. Cho nên anh thấy đấy, cái con đường của Việt Nam đi hiện nay đấy, nó có thể là chậm chạp, nó có thể, nhưng Đâu nó rất chắc chắn. đâu có cần nói dài dòng đâu anh. Lịch sử Việt Nam mình kìa, năm 73 dứt sữa chứ đâu phải dứt bình oxy đâu. Chết ngắt. Cái đó nó quá rõ ràng rồi, cái đó là cái bài học xương máu mà toàn thể dân Việt Nam chúng ta phải nhớ. Để chúng ta phải có tinh thần tự lực tự cường, tự tôn dân tộc. Nếu một người Việt Nam sống ở bất kỳ nơi nào trên thế giới mà không có tinh thần tự lực tự cường, tự tôn dân tộc đó, thì họ không xứng đáng là người Việt Nam. Người Việt Nam chúng ta nhờ những cái đó. Bởi vì anh thấy một điều là trong dù là phát triển kinh tế, trong đấu tranh giữ gìn bảo vệ được cái chủ quyền lãnh thổ đấy, thì cái ngọn cờ bằng bản sắc dân tộc, cái mà gọi là cái tính cộng đồng giữa con người với con người nó cực kỳ quan trọng. Nhưng mà một số nước ở châu Á hiện nay đấy là đã đánh mất rồi. Như ở Hàn Quốc này, thường thường có một số ông Hàn Quốc làm việc với anh nói chuyện, con tao ấy giờ là nó một năm nó chỉ về thăm tao có 2 lần mà nó chán rồi nó cho tiền, có nghĩa là nước mắt nó chỉ chảy xuống không có chảy lên. Thế mình mới thấy là đấy, rõ ràng nhá, như ở Việt Nam chúng ta còn cái quan hệ gia đình nó rất là lớn, đúng không? Nhưng ở bên những nước này quan hệ nó khô lắm rồi, con người nó tôn thờ cái chủ nghĩa cá nhân. Thế cho nên nếu như giả sử sau này đấy mà đất nước có lâm nguy hay gì, chắc chắn gì vì chủ nghĩa cá nhân mà. Cho Bỏ nên người chạy ta mẹ hết rồi. Nói chung chẳng là bao mấy giờ dám thằng hy này sinh. nó sống nó mở mồm ra, nó mê tiền, nó mê giàu này, thôi chiến tranh đừng mong gặp tụi nó. Nó trốn Đó. tiêu rồi. Bởi vì lúc ấy nó không cần bảo vệ cái đất nước nữa, nó chỉ cần bảo vệ bản thân nó thôi. Đúng rồi, nó chạy vào nước khác chứ. Đấy, cho nên là cái nguy hiểm, nó nguy hiểm đấy. Nhưng có những người thiển cận không nghĩ ra, họ chỉ biết rằng ừ bây giờ biết làm sao Việt Nam phát triển thật nhanh,
không cần biết, không cần phải giữ cái gì bằng mọi giá, nhưng họ không nhìn thấy cái tác hại lâu dài. Nói theo theo Phật pháp người ta thường nói đấy mà, Phật nó, anh, sợ em nhân em mà em dân nói thiệt sợ với anh quả. đó, bây giờ Việt Nam phát triển nhanh bằng cái con đường nào? Không có con đường nào phát triển nhanh hết. Mỹ cho tiền hả? Thằng Mỹ cho tiền đó là mình xài tiền của nó, không phải là phát triển. Cái đó sao gọi là phát triển được? Còn bây giờ nó đầu tư cho mình lấy lợi hả? Không bao giờ có. Nên thôi anh, em ăn lên ơi, đói bụng quá, em Ok. cho anh sơn tay lên nói đi. Chứ Ok. làm dưới anh nãy giờ anh bức xúc kìa. Đâu, còn có anh chị em nào muốn lên không? Anh Sơn Tây có lên nữa không?